Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng quyết tâm tinh gọn hệ thống chính trị. Ngày 26 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Trung ương Đảng họp bất thường quyết tinh gọn hệ thống chính trị. Theo đó, VOA trích dẫn thông cáo báo chí của bang được đăng trên trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết, ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 vừa tổ chức một cuộc họp bất thường ngày 25 tháng 11 trong đó việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đây là hình bài trên voa voa dẫn lời tổng bí thư tô lâm trong bài phát biểu bế mạc hội nghị chỉ kéo dài nửa ngày nói rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị người đứng đầu Đảng Cộng sản, yêu cầu việc kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong quý I năm 2025. Trong đó, ông yêu cầu phải khách quan, dân chủ, khoa học, tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, kể cả kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất tinh gọn tổ chức bộ máy. VOA cho hay, tại hội nghị, ông Tô Lâm cũng thừa nhận vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ tại đại hội đảng, nhưng còn nhiều việc chưa làm được khi hệ thống chính trị vẫn còng cần, nhiều đầu mối, chức năng, nhiệm vụ còn trùng lập, chồng chéo. Vì vậy, Tổng bí thư Việt Nam yêu cầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. VOA cũng cho hay, hiện hệ thống Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 8 bang, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, ban nội chính trung ương, ban đối ngoại trung ương. Chính phủ có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Phía quốc hội có 10 cơ quan chuyên môn và 9 ủy ban cũng được yêu cầu phải quy định số lượng với tỷ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách của hội đồng dân tộc và các ủy ban theo hướng giảm cấp phó và ủy viên thường trực. Và đây là hình hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 11. Theo VOA, về vấn đề nhân sự, Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị đã quyết định khai trừ khỏi đảng các ông như Phạm Văn Vọng, cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Ngô Đức Vượng, cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ. Các ông này bị cho là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại các đảng, bộ tỉnh vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Vẫn theo VOA, với cáo buộc vi phạm chung chung tương tự, Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét cho thôi giữ chức ủy viên Trung ương đảng khóa 13 đối với ông Bùi Văn Cường, cựu Tổng bí thư Quốc hội, cựu chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cựu bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc và ông Nguyễn Văn Thể, bí thư đảng ủy khói các cơ quan Trung ương, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải. VOA cho biết một nội dung khác cũng được đề cập đến tại đại hội bất thường của trung ương đảng là vấn đề điện hạt nhân tổng bí thư tô lâm khẳng định việc tái khởi động nghiên cứu sử dụng điện hạt nhân là rất cần thiết để chuẩn bị cho tương lai ông tô lâm nói rằng quyết định dừng thực hiện điện hạt nhân trước đây của trung ương đảng là do một số khó khăn nhất định nhưng không nêu cụ thể khó khăn gì theo ông việc tái thực hiện nghiên cứu phát triển điện hạt nhân hiện nay là do yêu cầu phát triển của đất nước và do đã chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng quyết tâm tinh gọn hệ thống chính trị. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ quyết định thành bại của cải cách lần hai. Ngày 23 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận những thách thức và triển vọng của cải cách lần hai thế nào của tác giả Doãn An Nhiên. Theo tác giả, cuộc cải cách lần này chỉ tập trung vào cải cách thể chế để thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, với tính chất từ bên trên xuống, lần cải cách này sẽ mạnh mẽ, có ý nghĩa quan trọng và sẽ đụng chạm đến lợi ích của một bộ phận quan chức trong hệ thống chính trị nếu đổi mới tránh cho chế độ rơi xuống bờ vực sụp đổ, thì lần cải cách này nhấn mạnh vào thịnh vượng về kinh tế. Tác giả nhắc đến ước tính của ông Lê Kiên Thành cho rằng, một phần ba số quan chức bảo thủ với vỏ bọc ý thức hệ và sự chuyên chế nhà nước, hưởng lợi quyền và tiền từ những bất cập thể chế chính là thách thức lớn nhất đối với cải cách từ bên trên. Và đây là hình bài trên AFA. Các nhà quan sát đã chỉ ra rằng Việt Nam đang ở vào giai đoạn thoái trào của chu kỳ phát triển, trong đó tăng trưởng GDP cao nhưng rồi sụp và giảm tốc sau mỗi thập kỷ. Gắn liền với xu hướng này là vấn nạn tham nhũng ngày càng nghiêm trọng và lan rộng, hậu quả là cả hệ thống chính trị, bộ máy lãnh đạo và quản lý trì trệ, đạo đức quan chức xuống cấp. Tác giả liệt kê một số điểm chính mà Tổng bí thư Tô Lâm đã đề cập thời gian qua. 1. Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình để phát triển vượt qua giai đoạn trì trệ của bộ máy. 2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng là phương châm hành động. 3. Nội dung chủ yếu của cải cách từ bên trên để bước vào kỷ nguyên mới gồm 7 nhóm giải pháp chính sách về cải cách phương thức lãnh đạo của đảng, về tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân vì dân, về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, về chuyển đổi số, về chống lãng phí, về công tác cán bộ, về kinh tế. 4. Một trong mục đích cải cách là hướng đến bộ máy đảng là tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tác giả cho rằng có vô số những điều cần bàn thảo để có thể thiết kế một chương trình cải cách cụ thể. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm, người khởi xướng lần cải cách này. Tuy nhiên, bài học lớn nhất sau 40 năm đổi mới đó là triết lý và nguyên tắc cải cách là kiểm soát quyền lực, mà nếu xa rời nó thì kết quả sẽ không bền vững chỉ nhất thời tác giả đề cập đến của cách mạng thầm lặng của đảng Tiểu Bình gồm 4 điểm chính như sau. Một là thay thế chế độ cai trị độc đoán cá nhân bằng nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Hai là bãi bỏ nạn sùng bái cá nhân và thay bằng một triết lý thực dụng, tìm kiếm sự thật từ thực tế. Ba là giới hạn nhiệm kỳ và thể chế hóa sự kế nhiệm. Bốn là chế độ nghỉ hưu bắt buộc. Tác giả đánh giá các nguyên tắc này vận hành đúng qua 4 thế hệ lãnh đạo cho đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Ông đã phá vỡ các chuẩn mực trên, tiếp tục giữ chức Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ ba, viết lại lịch sử, thay đổi hiến pháp để có thể cai trị trọn đời. Nếu coi ông Đặng Tiểu Bình là người mở đầu, thì ông Tập Cận Bình có lẽ sẽ là người kết thúc chu kỳ thịnh suy của chế độ tập quyền với những dấu hiệu quay lại kiểu lãnh đạo dưới thời Mao. Tác giả nhận định, cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm những quy tắc tự kiểm soát Tha hóa quyền lực của chế độ tập quyền toàn trị khi vận dụng hai lần trường hợp đặc biệt quá tuổi và ba nhiệm kỳ. Ngoài cách đảng tự kiểm soát quyền lực dưới chế độ toàn trị thì trên thế giới còn có nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực trong chủ nghĩa tư bản. Ở đó tự do thị trường tạo ra những động lực to lớn và sự sáng tạo thúc đẩy sự phát triển. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ quyết định thành bại của cải cách lần hai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.